Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Battle Vista 3400, một dòng xe đạp đua khung nhôm sử dụng một set group Shimano Soza, bánh là 700c khung nhôm, lớp sơn nguyên bản và toàn bộ xe là được em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Một thương hiệu xe trong phân khúc chính hãng, thương hiệu Battle. Model Vista 3400. Thì thương hiệu này được ra mắt vào năm 1992 đây. Thuộc một chiếc xe đạp thuộc phân khúc chính hãng nhé các bác nhé. Sử dụng full bộ group Shimano Soza với đệ sau này, gạt đĩa trước, đôi phanh 3 mảnh. Đến đôi tay nắp đây, full hết một set group Shimano Soza. Tổng thể xe thì còn tương đối là đẹp các bác nhé. Chỉ do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước theo thời gian. Lại thì khung sườn các thứ là còn tương đối là đẹp. Sử dụng 9 tầng líp và 2 tầng đĩa cho xe 18 tốc độ khác nhau. Nguyên zin hết toàn bộ xe, nguyên zin rất là tập 100% các bác nhé. Thay lắp Soza. Bánh 700c, bánh vẫn nguyên zin nguyên bản. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 mm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi phù hợp. Sử dụng bộ group Shimano Soza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa, 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt mà, các bác nhìn trên hình. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.